thịt lợn rừng 2.000 năm tuổi. Vâng, nuôi đến 2.000 năm đến thành tinh rồi, hôm nay mới được mang ra chế đã cho anh em. Và đây đó là món hải sản. Hải sản. Cá ngừ đại dương. Và cá ngừ đại dương này là không phải là câu ở đại dương mà câu ở suối sâu 2.000 mét. Tiếp theo đó là hạt ngọc trời. Hạt ngọc trời. Vâng, hạt ngọc này thì giòn tuyệt vời, ngon. Bắt đầu các. Biên ơi. Anh đây. Anh em đang đứng ở trên một cái view rất là đẹp luôn. Mênh mông. Rộng mênh mông này. Nam ơi. Nam đã đi xuống dưới kia rồi. Dám nhảy xuống không? Tao không dám đi nhá. Cú lúa. Lúa của bà con vừa mới gặt xong, còn đang phơi đây, phơi cho khô để mang về đập. Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì một ngày cực kỳ vui. Ba anh em có chuyến đi rất là xa, tít trên kia xuống mà đến điểm này thì đẹp quá nên là phải dừng lại để ngắm cảnh. Gió thổi rất là mát luôn. Hôm nay thì cực kỳ vui bởi vì là ba anh em xuất hiện từ tập 1 mà hôm nay là tập thứ bao nhiêu của cuộc sống đơn giản rồi. Mới lại tiếp tục xuất hiện cùng nhau với mỗi người một công việc, đúng không anh? Đây chuẩn bị sau buổi làm việc, anh đã đặt mâm cơm ở dưới nhà hàng ở dưới chân núi rồi. Tí xong anh em mình xuống đây ăn cơm trưa nhau. Hôm nay anh định cho ăn nhà hàng 3 sao hôm nọ, tiếp là cho ăn nhà hàng gì đấy? Nhà hàng 3 sao nhà ngay bên cạnh đấy, hôm nay vẫn ăn hải sản. Hải sản biển. Hải sản biển. Nam hôm nay sẽ được ăn nhà hàng 3 sao em nhé. Vâng, hình như em nghe nói là cũng có một mấy những món đặc sản của miền núi nữa hay sao đấy. Thì rất là vui mà hôm nay các đại gia đang ngồi ở đây và cũng đang bàn một số công việc kiềm kế sinh nhai. Các đại gia bàn kế sinh nhai. Thực ra là Nam nói thế cũng có lý do đúng của nó. Bởi vì hôm nay là anh em vừa đi một vòng, cũng là đi khảo sát luôn. Đi khảo sát xung quanh cái khu vực này, cũng đang tính là sẽ giúp bà con ở trên này trồng một loại rau củ quả. Thì cái quả su su thì ở trên này núi cao nên là khí hậu nó mát, nên là có thể là anh em sẽ thử nghiệm để mà giúp bà con. Vì thực ra trên này thì vừa rồi mọi người xem ấy, ở đây thì trồng rất nhiều lúa. Nhưng mà trồng một vụ thôi. Lúa thì chỉ có trồng được một vụ mới có nước. Là nếu mà trồng rau hoặc là trồng hoa hoặc là nếu có cái nơi tiêu thụ ấy thì sẽ giúp được cho đời sống bà con rất là nhiều. Nên là hôm nay là anh em đi cũng là một công đôi việc để vừa đi khảo sát vừa tới đây là ngắm cảnh luôn. Nếu mà chúng ta triển khai được thì sau này hết mùa gặt một cái là để ruộng khô, sau đó là cắt dạ, xong rồi làm đất luôn. Thì cứ sau một vụ lúa, một năm kế một vụ lúa mà, thì sau vụ lúa một cái là mình sẽ triển khai trồng rau ngay. Thì sẽ có rau vụ đông, nếu mà sớm thì có thể có bán, có rau bán trước Tết, sau Tết. Và cái này cũng làm thêm, làm cho tăng bà con tăng thu nhập với cả tạo việc làm tại chỗ cho bà con. Bởi vì đây thực ra là hết mùa gặt thì gần như là đồng không, đất để không hết. Đồng đất để không. Mà bà con là phải đi tận chỗ khác để làm thuê, làm công. Mà nó cũng không được đều đặn. Đặc biệt là phí nhất là đất để không. Ở đây thì khí hậu rất là tốt, mát, cảnh sắc cái đẹp. Cô chú anh chị ơi, hôm nay thì Nam có một cái tài khá là đặc biệt. Vì là Nam sẽ hát rồi là đánh đàn thổi sáo đều được. Trong một cái video mà trên nhà ông bà cụ đúng không? Trên nhà ông bà cụ thì Nam cũng đã từng thổi sáo rồi. Hôm nay Nam sẽ hát mộc một bài để gửi tặng đến cô chú anh chị nhá. Sau đây thì
Nam sẽ hát một ca khúc thôi, à một đoạn của một ca khúc thôi, mang tính chất rừng núi một chút, mong mọi người là nghe xong rồi là comment ở bên dưới nhé, comment bên dưới nhé, để Nam điều chỉnh cái giọng hát vocal của Nam xem có tốt hay không nha. Hỡi đâu trời có sao chiều sao sớm, ở núi kia có ở hai người, dù đi cùng trời dù đi khắp núi, trời chỉ có ơi nỗi nỗi trắng rừng hoa ban đầu núi, líu lo chim hót trước nhà ai, dọc rách mùa xuân về hối hả. Nàng ơi hãy về cùng ta. Ok, mọi người vừa chứng kiến giọng hát của Nam một đoạn thôi. Anh em đang trên đường xuống thì đến đoạn này có cái view rất là đẹp. Nam muốn dừng lại và hát thêm một đoạn, cô chú anh chị nhé. Yên chinh ơi nỡ, yên chinh ơi nỡ, hỡi em có nghe trong tiếng gió núi, có tiếng khen la rừng khi ngân vang khi ngừng, là tiếng khen anh thổi trong như nước suối vang như tiếng nai rừng, đã bao đêm rồi khen anh gọi em ơi ơi người con gái gió mi. À, tránh đường bạn ơi. Chúng ta đi nhờ qua các bạn để đi bạn. Tránh đường nào? Đây hôm nay đi qua. Xin phép nhá. Nay anh Viên đãi Nam món gì đấy? Kính mời các quý vị đi vào nhà hàng Ba Sao của chúng tôi ngày hôm nay. Mọi người ạ. Và sau khi đoàn đại gia của chúng tôi đi khảo sát khu vực, sau đó thì quay về nhà hàng để sử dụng những cái món hoa hương mỹ vị của vùng núi với những món hải sản rất là đặc biệt. Vâng, món đầu tiên thì tôi xin giới thiệu với các bạn, đó là một món mang đậm chất quê hương vùng miền núi. Đây là thịt lợn rừng 2.000 năm tuổi. Vâng, nuôi đến 2.000 năm đấy, thành tinh rồi, hôm nay mới được mang ra chơi đã cho anh em. Và đây đó là món hải sản. Cá ngừ đại dương. Và cá ngừ đại dương này là không phải là câu ở đại dương, mà câu ở suối sâu 2.000 mét. Tiếp theo đó là hạt ngọc trời. Vâng, hạt ngọc này thì giòn tuyệt vời ngon. Và món này đó là món nước chấm ớt. Và món này ăn xong thì các bạn biết là ớt núi, mà ớt núi phía Bắc mà, ăn xong thì rát. Cái gì đầu tiên cũng rát. Tiếp theo đó là món này là món bia Lào Cai. Bia Đức. Bia Lào Cai. Bia Đức sản xuất tại Lào Cai. Sản xuất tại Lào Cai, anh Biên đang cầm bia nhé. Công nghệ Đức nhưng sản xuất tại Lào Cai. Thơm rồi. Ngon, bổ mát. Thơm ngon, bổ mát. Rồi mời anh em cầm chia đi. Bắt đầu cả. Đúng rồi nhé. Lâu lắm mà anh em mới đi cùng nhau, đúng không? Đúng là bia công nghệ Đức có khác. Rất tuyệt vời. Ngon, bia thơm quá. Hết luôn nhá. Xin mời tất cả các bạn vào mâm nhá. Đây mâm cơm của mấy anh em. Nam vừa giới thiệu món ăn đặc sắc quá. Mời dùng thử. Đây là thịt lợn xào với lại quả đỗ khế.
Đỗ Khế, Lạc Giang, cá biển. Đây là ớt, ớt đỉnh Phan Xipa. Ừ, ngon lắm. Phải leo, leo lên là này, ăn thử này đi, anh em ơi. Ăn thử này đi, Đỗ Khế này ngon. Lâu lắm anh em mới gặp nhau đây nhỉ. Chúc đại gia thật là nhiều tiền nhé. Ôi, thay nhỉ. Vào cay ạ. Vâng, cháu xin. Cảm ơn chú nhé. Nhà mình ăn cơm chưa ạ? Ăn đi. Vâng, vâng. Bây giờ chúng ta sẽ chào mừng món mới. Và đây là một món rất là đặc biệt cho ngày hôm nay. Đó là món súp trứng cá mực. Các bạn... À đâu? Cá mập. Trứng cá mập bạn nhá. Không phải trứng cá mực đâu. Trứng cá mập. Đấy, món súp này rất đặc biệt. Chúng cho trứng vào đây chưa? Đây có trứng đây rồi. Đấy, đây. Trứng cá mập đây. Ôi, cá mập. Trứng cá mập đây. Ăn cái này xong mập luôn này. Hôm nọ là anh em mình ăn là trứng khủng long. Trứng khủng long này. Nhưng hôm nay trứng cá mập rồi. Anh em đổi món liên tục. Lên miền núi mà nhiều món ăn đổi liên tục này. Ngon không em ơi? Ngon anh ạ. Đặc biệt ngon. Thôi tôi xin phép mọi người nhé. Đặt máy xuống để ăn đây. Ôi chén. Hấp dẫn quá. Nào xin mời mọi người. Không chịu được. Ngọt. Ở đây ngon đấy. Cái cái đấy. Cái Đỗ Khế này thơm dã man luôn. Các bạn ơi, như vậy là hành trình của ba anh em mình về công việc cũng như là đi đến nhà hàng 3 sao để ăn cơm cũng đã xong rồi. Thì bây giờ ba anh em sẽ di chuyển xuống dưới núi. Các bạn hãy xem đăng ký ủng hộ kênh của Tam Vlog nhá. Thì các bạn ấn vào nút chuông nha. Rồi comment và chia sẻ cho kênh ba anh em phát triển hơn nhá. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.